Sau khi bị thiến, thái giám đã mất đi chức năng sinh lý, lẽ ra không thể có suy nghĩ bậy bạ. Tuy nhiên, lịch sử vẫn ghi nhận một số người cưới vợ, nạp thiếp, thậm chí còn có những thú vui tình dục bệnh hoạn trong cung và kỹ viện. Chào mừng các bạn đến với Phạm Anh Quang History. Thứ nhất, thái giám tới kỹ viện để tìm gái. Vào thời Minh, thời kỳ thái giám lộng quyền dài nhất trong lịch sử Trung Quốc, nhiều thái giám còn cưỡng gian đàn ông và phụ nữ trong cung hoặc lui tới những kỹ viện để tìm gái, giải quyết nhu cầu sinh lý. Bên trong các kỹ viện tại kinh đô thời Minh thường có một nơi gọi là Tây Viện, ý chỉ nơi tiếp đón cho các thái giám. Các kỹ nữ trong Tây Viện cũng bị nhiều người khác xem thường. Đến đây hưởng lạc đa phần là thái giám trẻ hoặc đã bị cách chức đuổi khỏi cung. Còn thái giám có địa vị lại không thể đến Tây Viện, nếu bị phát hiện sẽ bị nghiêm trị hoặc tra khảo tới chết. Vào thời vua Minh Thần Tông, trong cung đình phát hiện một đối tượng giả trang nam giới, điệu bộ khả nghi nên đã bắt lại. Sau khi tra khảo, người này mới khai mình là kỹ nữ được một thái giám bao. Tuy nhiên, thái giám này không trả cô ta số tiền như đã mặc cả ban đầu, quỵt nợ không trả nên không dám ra khỏi cung. Cô ta bèn lén cải trang vào cung để đòi tiền. Vua Thần Tông Chu Dực biết chuyện, hạ lệnh đưa thái giám này tới ti lễ giám để trừng trị, đem kỹ nữ kia vào pháp ti để hỏi cho ra nhẽ. Thời Minh Tư Tông Sùng Trinh, triều đình cũng từng ban lệnh cấm thái giám trong cung lấy vợ và ra ngoài tìm gái. Tuy nhiên, lệnh cấm này vẫn chưa triệt để. Thậm chí vào thời này, thái giám được ban nhiều bổng lộc, nên việc kết đối thực trở nên phổ biến. Kết đối thực nghĩa là từ ngữ chỉ hôn nhân giữa thái giám và cung nữ. Một số ít thái giám còn ra ngoài tìm gái rồi đưa họ về làm vợ. Thứ hai, cưỡng gian dâm nữ, cung nữ, thậm chí cả nam giới. Thời Minh có chuyện thái giám cưỡng gian phụ nữ. Theo ghi chép, cuối thời Minh Thái Tổ, quan Thạch Doãn còn giữ chức ám sát thiêm sự, tức quan xử án ở Hồ Nam. Có lần, quan mặc thường phục để cải trang đi vi hành, nghe thấy tiếng khóc thảm thiết từ một gia đình nọ. Thấy vậy, Thạch Doãn sai thuộc hạ đi nghe ngóng tình hình. Sau khi hỏi thăm, binh lính bẩm báo rằng cô gái trong nhà này bị một hoạn quan cưỡng bức, nhục nhã mà tự sát. Thạch Doãn bèn đem việc này tấu lên triều đình. Hoàng đế Chu Nguyên Chương chuẩn tấu bắt viên hoạn quan này xử tội chết. Dưới thời vua Minh Thái Tông, thái giám Lưu Quang Vinh tăng tựu với nhiều cung nữ, sau khi bại lộ thì bị bãi chức. Thời vua Minh Hy Tông, ba hoạn quan là Ngụy Trung Hiền, Triệu Tiến Kính, Từ Ứng kết thành bè đảng, chuyên gian díu với phụ nữ trong cung. Ngụy Trung Hiền còn cùng viên thái giám khác là Ngụy Hướng lén nút qua lại với vú nuôi của vua là khách thị, tai tiếng khắp nơi. Năm 1450, thời vua Minh Đại Tông, tham tướng Đại Đồng Hứa Quý từng bẩm báo với vua rằng thái giám quân Vi Lực Chuyển cưỡng bức vợ của một quân lính. Do bị vợ lính cự tuyệt, Vi Lực Chuyển tức giận sai người bắt quân lính này rồi đánh chết. Vua Minh Đại Tông Chu Kỳ Ngọc biết chuyện, sai ngự sử tuần án điều tra nhưng không có kết quả. Năm 1457, thời vua Minh Anh Tông, thị lang công bộ hữu Hoắc Tuyên từng tấu với vua rằng mỗi lần tổ chức yến tiệc trong cung, Vi Lực Chuyển đều tìm nô tỳ hầu rượu, còn ép con gái của quân lính về làm thiếp. Vua Anh Tông vô cùng tức giận, sai người đi bắt Vi Lực Chuyển về trừng trị. Thậm chí một số thái giám không kìm được suy nghĩ tà dâm, họ thậm chí không ngại giao cấu với đàn ông để giải quyết nhu cầu sinh lý. Trước khi vào cung, họ đều phải tịnh thân, đa số đều bị mất tinh hoàn mà chưa mất hoàn toàn dương vật. Một viên thái giám đã cưỡng gian một bé trai chuyên đàn hát trong cung. Trong khi giao cấu, dương vật của thái giám này bỗng dưng không thể rút ra khỏi hậu môn của bé trai, khiến cho bé trai đau đớn đến chết. Cuối cùng, khi sự tình được bại lộ, viên thái giám này bị xử tử. Thứ ba, tâm lý biến thái. Nhiều người cảm thấy khó hiểu tại sao thái giám đã cắt bỏ bộ phận sinh dục mà vẫn phạm tội cưỡng gian. Tuy nhiên, việc này hoàn toàn có thể xảy ra. Người bị hoạn thường được cho là cắt bỏ toàn bộ dương vật. Tuy nhiên, theo lịch sử Trung Hoa ghi chép, có những người chỉ bị cắt bỏ bìu và tinh hoàn. Như trong Vận Hội ghi chép rằng ngoại thận vi thế, cung hình nam tử cắt thế, tức là người tịnh thân chỉ phải cắt bỏ tinh hoàn. Để phế bỏ bộ phận này, người ta sẽ dùng dao cắt đi hoặc lấy tay bóp nát. Khi đó, tuyến sinh dục của nam giới sẽ không thể phát triển lại, dương vật không thể cương lên, mất dần khả năng sinh lý. Không ít thái giám triều Minh tịnh thân theo cách này, tuy dương vật không thể cương lên nhưng họ vẫn có thể dùng nó để quấy rối người khác. Đây cũng được xem là hành vi cưỡng gian, cọ sát bộ phận sinh dục để thực hiện ham muốn tình dục. Hơn nữa, tâm lý của thái giám vốn không bình thường, việc làm nhục người khác có thể còn đáng sợ hơn nhiều lần. Tuy rằng thái giám đã bị thiến nhưng cũng có người chưa bị thiến hoàn toàn, chức năng sinh sản vẫn còn hoạt động được. Đây chính là một phần nguyên nhân thúc đẩy cho những hành động và tâm lý lệch lạc của một số người.